Anh em có nhu cầu mua hàng tài chiến hay lên shop hàng tài chiến.com, shop đích hàng tài chiến tự động giá rẻ với những vòng hộp quay, vòng quay hàng tài chiến 99k, vòng quay 599k và nhiều phần quà thử vận may. Anh em có nhu cầu hãy đến với shop hàng tài chiến.com, link của mình có để ở dưới phần mô tả nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Yo yo, hello nha, chào mừng nha, chào quay trở lại với channel của mình là mình đây từ đường phố đây giúp mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của game Hải Tặc Loạn Chuyến nha, là mình đây từ đường phố đây giúp bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước khi vào video thì chúc anh em xem video vui vẻ và giúp anh em qua trở lại cho kênh một like như một đăng ký kênh hỗ trợ channel phát triển nha. Cảm ơn rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm game Hải Tặc Loạn Chuyến ngày đầu ra mắt các bạn. Tôi đang chờ S Luffy các bạn nha. Ngoài ra thì tôi sẽ hướng dẫn anh em cách nhập code, gift code và săn được Luffy. Về cái vụ mà săn về Luffy được cháu Luffy à? Ừ, Luffy LV gì đấy anh em. Cứ trải nghiệm trước đi đây anh em. Nói chung game này thì cũng là một tựa đề về game về One Piece, nhưng mà tôi nghe bảo game này là nó từng bị chết một lần rồi anh em, bây giờ nó sống lại lần hai thôi. Thấy trước ngày ra mắt thấy anh em ý kiến rất là nhiều thì không biết như thế nào. Tôi thì trước chưa được trải nghiệm game này, nếu mà có vấn đề thì anh em cho tôi biết ở phần comment nha. Cảm ơn rất nhiều. Đây, mới vào đây anh em, chúng ta sẽ được chọn nha, một trong ba này. Chọn trong một trong ba nhân vật anh em. Có X-Zoro, uầy, mang quả trang bị nhìn trông hơi khoai các bạn. Thật sự hơi khoai bởi vì nó không trông lắm. Luffy thì trông bảnh trai tí các bạn. Đấy. Đấy, còn được tùy chọn tên. Nami thì hơi chuối rồi anh em không thích. Nhìn trông Nù thích hơn. Hay chẳng nhìn anh Nù vẫn đẹp trai được. Thôi tôi lấy tên Nù anh em. Ok anh em, bảo tên này cho đặt tên viết đấy được phải. Tiểu tử rồi. Từ đường phố xem có cho đặt này không. À, tên không có kiểu đặc biệt hả? Vậy thì đơn giản thôi. Tiểu tử đường phố Jim to bé. Cái này không cho nữa là chịu. Nani ý hiệu là đặc biệt. Hôm nay chữ D này cũng không cho luôn hả? Quá đáng với nhau vừa thì chứ. Đường truyền không ổn định. Vui lòng thử lại game thì mới ra mắt nên nó vẫn hơi lag các bạn nhá. Anh em chịu khó tí. Thôi giờ thôi. Game nó mới ra mắt nên nó còn hơi lag đây anh em. Mới vào cái là quầy. Vào cái là nhận code thứ được luôn rồi. À, chúng ta có quà lập đầu anh em, nhận được ngay tứ hoàng sen tóc đỏ luôn này. Mày dàn qua ai nữa không? Trời ơi, lạc thế nhờ. Gì mà mới vào nghe chừng cũng máu me băng tung té này rồi. Lần đầu hoàn trả X3. Đi làm qua nào. Ui, đạp US à. Chúng ta có top event. Hiện giờ trong tay tôi thì đang có cái gì đây? Luffy à? À đây anh em cẩm nang. Code thì rất là nhiều ạ nhá, anh em phải lên fanpage để mà kiếm thêm. Code thì rất là nhiều anh em nhá. Code thì rất là nhiều đó chứ không phải là không đâu. Code thì cực kỳ nhiều luôn. Thư này. Đây anh em, nó có tặng cho chúng ta bộ đá tân thủ. Nhìn đây. Ngọc. Uầy. Với một đồ của anh ba nữa kìa. Nhận coi anh em. Uầy, mới về, mới vào game này. Nó tặng cho quả đồ, đưa của nó anh em, có đồ của anh ba nữa này. Nó mới vào chứ biết nào nhận ngay được quả thân thủ đấy anh em. Rồi, cho nhận. Cái quả game này thì nó nhận code nó hơi chuối hơi khoai thì anh em nha. Các bạn vào vần đây này. Anh em gạch chéo cho nó ghi GC. Sau đó cách ra anh em nhập cái code mà code mình có để dưới phần mô tả nhá. Các bạn để vào code vào. Đấy, sau đó anh em điền code vào như này. Xong, sau đó anh em ấn chém gió. Đó là code nó sẽ bắt đầu gửi về cho anh em. Đó, nó cứ như vậy thôi. Đấy, anh em chịu khó. Đấy, game này nó lại hơi khoai đấy anh em. Trời ơi, game gì mà khoai thật sự các bạn. Tí nữa là lộn anh em. Gạch chéo trong GC. GC, đấy, gift code anh em. Sau đó các bạn này vào bộ nhớ để mình xóa cái ảnh gì cho nó đỡ bị lộn anh em. Rồi, tiếp tục cái code tiếp theo. Chém gió. Rồi. Đó, tiếp tục đấy, tiếp theo trong tay tôi thì có 12 cái gift code anh em. Còn đâu về cái code mà rất nhiều bạn, tí nữa chắc chắn rất nhiều bạn hỏi là anh ơi làm sao để lấy code được của Lù á, thì tôi nói anh em là cái code của Lù nó hết hạn rồi các bạn nhá. Code của Lù là nó hết hạn vào cái hôm 14 tháng 7 là nó hết hạn rồi anh em. Giờ mấy bạn mà đăng nhập sau 14 tháng 7 ấy là mấy bạn không nhận được đâu. Đấy nên là thôi anh em bỏ đi, bạn nào mà tham gia theo dõi fanpage của bên nhà phát hành Nâu á thì các bạn tham gia được đấy thì có khi nhận được. Tôi cũng không tham gia các bạn ạ. Thật sự đến tôi cũng không tham gia. Thì bữa game nó báo là ra mắt vào mùng 7 tháng 7 thì bữa đấy tôi có hóng, nhưng mà đến khi hôm nó không ra mắt thì tôi cũng thôi luôn anh em, tôi không để ý thế là không nhận được. Đấy, đây thì code cũng khá là ngon.
Mới vào game mà cũng đã có hơn chục cái code là ngon rồi anh em. Trong tay tôi là đang có 12 cái code anh em nhá. Ngoài ra các bạn có lấy lên page fanpage của nhà phát hành để săn thêm. Trên đấy thì còn hơn nhiều hơn rất là nhiều, còn hơn rất là nhiều nữa anh em này lên săn thêm. Đó, giấc mơ của Lamy này. Đấy, trời ơi. Rồi tiếp tục anh em, tôi sẽ nhập cái code cho xong đi rồi chúng ta đi trải nghiệm game xem game hay không. Đó. Ok, bộ nhớ. Rồi, Việt Nam cố lên cái chống dịch này. Nhà cổ vũ. Không biết ngày xưa game này tôi nghe bảo là game này từng ra mắt một lần đúng không? Ở đây không nào đã từng chơi game này ngày xưa không? Tôi thấy trước hôm ra mắt mà anh em ý kiến rất quá trời luôn, không biết là vì game như này hay game thế kia tôi không biết anh em. Nó không biết là lý do vì game bị làm sao nhưng mà tôi thấy trước hôm ra mắt là anh em ý kiến nói là game này này kia các kiểu thì tôi không chả biết nhưng mà game này tôi thấy mới vào đảo qua vòng tích không được, không đến nỗi nào. Có vẻ quay kim cương này. Cơ bản thì cuộc sống là ai cũng sẽ có những lúc mắc sai lầm các bạn ạ. Thôi thì người ta sửa đổi thì mình cũng cho người ta cơ hội anh em, cứ bình tĩnh thôi. À đây. Đấy, nhận được X Sapo đây rồi anh em. Đấy, tôi bảo nhận X Sapo này. Ở đâu cái vụ nhận X cháu lù ấy thì hiện tại thì tôi nói rồi, đấy, lù thì không phải là không có mà bởi vì cái đấy là code dùng riêng các bạn, mà ông nào mà chịu khó săn trên fanpage lắm á thì bây giờ còn chứ đâu mấy anh em mà như tôi là hiện tại là không có để mà săn đâu bởi vì nó mất rồi. Kiện hiện tại đến thời điểm hiện tại là hết rồi. Đấy, hết vào ngày 14 tháng 7 này rồi nên là hiện tại là không còn nữa đâu. Đấy nên anh em đừng có vào hỏi là làm sao để lấy được săn được cốt lù nha. Đó. Rồi. Ba Z thủ. Rồi. GC bởi vì tôi thấy anh em spam bảo là anh em làm clip đi hướng tiện hướng dẫn anh em săn cốt nhận lù luôn thì tôi mới bảo đây. 10.000 phép view new. Wow. À, ok rồi đây này nù đây anh em này xin lấy ảnh nù cho anh em xem đây này. Đây nếu như anh em nào đã chịu khó tham gia bên fanpage thì các bạn sẽ nhận được cháu Ed Luffy GT 4 nhá. Nhưng mà tôi không tham gia nên không giờ không nhận được. Đấy. Rồi, ok chúng ta cùng đi nhau đi xem nào. Đây có dương đồ mở xem nào cái gì đây. Game thì mới chơi tôi cũng thấy hơi nằng nhằng tí anh em chưa hiểu game lắm. Này có cái phiếu quay này, có hai cái phiếu quay là thử quay coi. Ôi có dâu trắng luôn à? Chô, hắn cứ ra được các bạn. Ồ, năng lượng nhỏ này biết mà. Là gì đây? Ôi, con gì đây? À, quay trang bị nữa anh em này. Cũng khá nhiều cái để quay. Có một phiếu nào, hết rồi. Rồi, ôi, cha kìa. Mình sẽ quả nát à anh em. Mà không ra ta, tự tí nha. Để mấy con nào đen như tôi không anh em? Vừa mới vào trải nghiệm game, tính trải nghiệm game làm clip thì toang. Giờ thì nó bài bị hết hạn anh đang em, game giờ nó đang bị cập nhật tại anh em đây này. Đó. Thấy, trời ơi. Ok đây anh em, thôi thì không vào game mà thôi chúng ta lướt qua fanpage để tôi giải thích. Đây. Đây là cái sự kiện mà nguyên code tặng hẳn Luffy GT 4 anh em nha, quà tặng cho các thuyền trưởng này các bạn này. Thì sau khi anh em bấm vào đây thì các bạn sẽ vào tham gia sự kiện này thì anh em đi này, thời gian đến hết ngày 14 tháng 7 rồi anh em đó. Nó có bước tham gia thì đơn giản thôi, anh em like share fanpage, gửi ảnh đã like share fanpage qua là nhận được gay code phần quà là một cháu Luffy GT 4 ạ. Nó cực kỳ ngon luôn nhưng mà tất cái tôi không tham gia nên hiện tại là không nhận được các bạn ạ. Đấy, ngoài ra thì anh em bây giờ có thể kích vào đây. Giờ thì sự kiện vẫn còn rất là nhiều anh em nhá. Đấy, loan tin ra mắt nhận quà cực gắt này anh em này. Ở đây thì anh em like share bài viết này, comment cũng nhận được về phần một phần quà anh em, một phí code. Sau đó thì anh em đây, cái event của like share fanpage hết hạn rồi mà sao vẫn còn ở đây ta. Rồi group này anh em này, tham gia group nhận quà này. Fan cứng hứng quà offline, off game này. À này, Evan loan tin ra mắt anh em. Rồi Evan triệu hồi hải tạc, sưu tập danh hiệu, liên minh hải tạc. Follow TikTok anh em nhá. Điểm sơ đây cũng có 2, 4, 6, 7 7 cái đó anh em, cái Luffy không tính 7 với kia là 9 nữa là 19 anh em, 18 19 cái code. Hiện tại game này còn 18 19 code thôi. Thì đây thì anh em kích vào các đường link này nó sẽ dẫn anh em qua các bài viết của bên nhà phát hành chúng ta để các bạn có thể tham gia. Rồi. Đây đây follow TikTok này. Ở đây thì anh em ấn vào xem thì nó đơn giản thôi. Đây các bạn theo dõi follow TikTok, chụp hình theo dõi và để lại bình luận anh em. Cái code thì bao gồm 500 xu, 100 thể lực đó. Thì đấy anh em tham gia cái sự kiện, nói chung thì tham gia sự kiện này rất là đơn giản đó các bạn, không có gì là khó khăn cả. Đấy, tiếp theo thì liên minh hải tặc cũng vậy, các bạn cũng kích vào đường link nó sẽ dẫn anh em qua phần bài viết luôn. Đây nó sẽ dẫn các bạn đi qua bài viết đây, liên minh hải tặc đó. Ui
kết nạp thuyền viên Nufin NT4 này. Anh em live xe bài viết này công khai đó. Đây phần quà 5 xu, 5 thẻ cổ vũ, 10 thư hội ngộ các kiểu anh em. Đấy thì nói chung thì tham gia sự kiện bên em dễ. Và Luffy này sao mà nó vẫn cứ còn ở đây nhỉ? Đây cái này còn tiếp từ đợt trước anh em này, thực hiện hết từ 30 tháng 6 này, cái này là lần trước thôi. Rồi sắp tới này tặng lại Luffy Gen T4 mà các bạn có theo fanpage được chắc nhận được thôi mà. Đây, còn trước còn có cái sự kiện tặng Luffy Gen T4 đây nữa mà các bạn. Ok, nói chung thì sự kiện bên game cũng khá là ngon. Rồi, đây thì Evan triệu mộ hải tạc đây nữa này. Các bạn click vào đường link nó dẫn anh em qua bài viết rồi các bạn tham gia thôi. Đấy, tổng có thể hiện giờ game còn 19 thôi anh em, chứ không phải 20, 19, 18, 19 gift code rồi anh em. Đó. Ok, nói chung thì video ngày hôm nay thì tôi không hay đen và review chưa kịp đánh thì game lại đã bảo trì rồi. Thôi hẹn anh em ở clip sau, và các bạn thích cái series về game này thì đừng quên comment và để lại cho kênh một like và một đăng ký để ủng hộ channel phát triển nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh em có kiến hoặc thắc mắc thì comment video để tôi biết nha. Còn đâu giờ video ngày hôm nay tôi xin phép anh em tại đây. Giờ thì bye bye, xin chào tạm biệt, hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye.